Sáu kỳ kết tập kinh điển Dhamma Sangiti Kỳ kết tập thứ nhất Pathama Sangayana diễn ra sau khi Đức Phật viên tịch ba tháng tại thạch động sattapani gần thành Rajagaha xứ Ma có 500 vị A-la-hán do trưởng lão Mahakasapa chủ trì kết tập. Thời gian kết tập là 7 tháng và chỉ kết tập bằng cách hậu truyền. Kỳ kết tập này được vua Ajatasattu Satu ủng hộ. Kỳ kết tập thứ hai, Duti Jashangajana vào thời điểm 100 năm sau khi Đức Phật viên tịch tại chùa Valikarama gần thành Vesali, xứ Waji có 700 vị A-la-hán do trưởng lão Jashaka Kanda Ka puta chủ trì kết tập. Thời gian kết tập là 8 tháng và cũng chỉ kết tập bằng cách khẩu truyền. Kỳ kết tập này được vua Kalashoka ủng hộ. Kỳ kết tập thứ ba, Tati Yashangayana vào thời điểm Phật lịch 235 tại chùa Asokarama xứ Pataliputta có một nghìn vị A-la-hán do trưởng lão Mokali Tissa Tisa chủ trì kết tập. Thời gian kết tập là 9 tháng và cũng chỉ kết tập bằng cách hầu truyền. Kỳ kết tập này được vua Asoka ủng hộ. Kỳ kết tập thứ tư, Chatu Tha Sangayana vào thời điểm vật lịch 450 tại thạch động Alokalena, vùng Matulajanapada. Pada, xứ Sri Lanka có một nghìn vị A-la-hán do trưởng lão Mahadamarakita chủ trì kết tập. Thời gian kết tập là một năm và đây là lần kết tập đầu tiên ghi chép bằng chữ viết trên lá buông. Kỳ kết tập này được vua Watagamini Abhaya ủng hộ. Kỳ kết tập thứ năm Panchamajangayana vào thời điểm Phật lịch 2404 tại kinh đô Mandalay xứ Myanmar có 2.400 vị tỳ kheo lầu thông uyên bác tam tạng do trưởng lão Badanta Jakara chủ trì kết tập. Kỳ kết tập này trải qua 11 năm mới hoàn thành vì tam tạng được khắc trên 719 tấm bia đá. Kỳ thứ năm này được vua Minh Đôn xứ Myanmar ủng hộ. Kỳ kết tập thứ sáu, Chatta Sangayana vào thời điểm Phật lịch 2498 tại thạch động nhân tạo Lokasama, thủ đô Yangon xứ Myanmar có 2.500 vị tỳ kheo thông hiểu tam tạng và chú giải do trưởng lão Jewata chủ trì. Kỳ kết tập này kéo dài 2 năm, các ngài làm công việc so sánh đối chiếu, các bộ tam tạng Pali và chú giải đã có, để tu chỉnh, làm thành bộ tam tạng và chú giải chuẩn mực các nước Phật giáo hệ phái Theravada. Kỳ kết tập này được sự bảo trợ của chính phủ Myanmar, đứng đầu là Thủ tướng Unu. Theo bộ Janakalamali, tỳ kheo giác giới biên soạn.